Rồi chào quý chị nhà đầu tư. Thì hôm nay cái quy hoạch 2030 là chính thức được triển khai nha. Đó thì lúc trước ở đây nó còn có quy hoạch là 2020 và 2030. Nhưng bây giờ là đã mất đi cái nút chuyển đổi giữa 2030 và 2020 rồi. Và đây là cố định cái quy hoạch 2030 của chúng ta luôn. Thì bây giờ chúng ta có thể tải cái app và để xem những cái quy hoạch 2030 sẽ triển khai ở khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bao gồm có thứ nhất những cái đặc biệt thôi nha, đó là sân bay Láng Dài, sân bay Đất Đỏ, đây khu công nghiệp Đất Đỏ. Nó có khác ở vài điểm ở những cái quy hoạch trước là nó thêm những cái đường ở trong nội khu và thêm những khu này nè. Đây khu công nghiệp Đá Bạc, 800 hecta khu đô thị Bình Ba, khu công nghiệp Sona DG của xã Suối Nghệ và xã Nghĩa Thành, khu Avatar Cụ Bị, khu vực Sà Bang. Đây 800 hecta của Avatar Sà Bang nè, khu công nghiệp đô thị tương tự như xã Bình Ba. Và những cái quan trọng nữa là những cái khu vực quanh hồ sẽ làm thương mại dịch vụ khá là nhiều, ví dụ hồ Bảy Mẫu, hồ Quảng Thành. Rồi tiếp đến gồm có hồ Suối Rau, đây thương mại dịch vụ xung quanh rất là nhiều. Thì các anh chị mà mua ven hồ thì chúng ta có thể xem xét kỹ lưỡng trước khi mua. Đây khu hồ Đá Bàn, thương mại dịch vụ hồ Đá Bàn nhưng mà thuộc địa phận của huyện Châu Đức á, thì có thương mại dịch vụ, còn địa phận của huyện Đất Đỏ thì không có. Và cái nhìn chung á thì chúng ta thấy nè, các khu vực của huyện Đất Đỏ thì hồ chưa có quy hoạch vành đai, còn khu vực huyện Châu Đức á thì đã đa số quy hoạch nhiều rồi, khu thương mại dịch vụ. Ở đây thì có cái tuyến đường vành đai 4 và tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đó, sơ chung quy là như vậy, còn chi tiết thì chúng ta phải nói tới từng khu vực riêng hoặc là cụ thể tới từng cái vị trí lô đất thì chúng ta sẽ có cái phần chi tiết hơn.